Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Sản Nhà Tốt. Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể mọi người đã luôn theo dõi kênh và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Thì là cái kênh Bất Động Sản Nhà Tốt là một kênh chuyên giới thiệu tới mọi người về đất thổ cư, sổ đất thổ cư cũng như là nhà ở liền kề có diện tích sử dụng trên sổ đỏ là từ 30m² trở lên và có giá bán là chỉ từ 900 triệu. Tất cả các dự án bên em đều đã có sổ đỏ chính chủ cũng như là có giấy tờ pháp lý đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng của khách hàng có nhu cầu. Thì hôm nay em xin gửi tới toàn thể mọi người một dự án nhà ở Xuân Phương, nhà ở liền kề Xuân Phương với diện tích là 40m², hướng nhà là hướng đông nam và có giá chào bán là 2 tỷ 550 triệu đồng. Xin mọi người cùng đi tham khảo nhà của em nhé. Đây ạ, đây là căn nhà mà em muốn giới thiệu tới mọi người. Đây là mặt tiền của ngôi nhà. Mặt tiền của ngôi nhà thì là được ốp đá ốp gạch granite cao cấp. Đây là cửa phía trước cửa của ngôi nhà. Cửa của ngôi nhà thì đã được làm thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là inox. Cửa kéo inox. Lớp bên trong là lớp cửa kính. Em đang đứng ở tầng 1 của ngôi nhà. Mọi người có thể thấy khoảng chi tiết ở trong ngôi nhà, ở của tầng 1 của ngôi nhà đều đã được hoàn thiện xong hết. Đều được hoàn thiện xong hết và có thể là dọn về ở luôn. Thì đây, anh có thể quay đây cho mọi người, đây là chỗ để xe rất là rộng rãi, chỗ để xe riêng. Và đây là phòng khách cũng như là phòng bếp của ngôi nhà. Mọi người có thể thấy căn nhà được thiết kế rất là hiện đại. Tủ bếp đây ạ, tủ bếp được làm bằng gỗ công nghiệp, tủ bếp được làm gỗ công nghiệp rất là chắc chắn, gỗ công nghiệp cao cấp nha mọi người, có hệ thống chọn rửa bát, bồn rửa bát cũng như là cái ngòi rửa bát đều được nhập khẩu, khẩu hàng nhập khẩu cao cấp. Đây là nhà vệ sinh ạ. Nhà vệ sinh tầng 1 thì nhà có ở trong này có máy bơm ạ. Bồn cầu đều được, tất cả đều là hàng nhập khẩu nhá. Tiếp theo em xin cho mọi người với tầng 10 lên tầng 2 của ngôi nhà. Thì là nhà thay vì cầu thang được làm bằng gỗ lim nam phi. Lên tới tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế tỉ mỉ, chu đáo cũng như là các cái chi tiết rất là hiện đại. Mọi người có thể nhìn thấy luôn, từ trên tầng 2 nhìn xuống có một cái khoảng không này rất là rộng thoáng trong ngôi nhà, cũng như là cái vách kính không gian. Ngăn cách của cái hệ thống đèn điện cũng như là trần thạch cao đã được hoàn thiện xong hết. Sau đây là em xin giới thiệu mọi người lên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Phòng ngủ đây ạ. Mọi người có thể nhìn thấy phòng ngủ rất là rộng rãi. Có cửa sổ làm bằng nhôm Việt Pháp rất là chắc chắn. Cũng như là ở đây có hành lang ban công rất là thoáng. Cửa thông phòng cũng là bằng cửa nhôm kính ạ. Giới thiệu cho mọi người, đây là nhà vệ sinh của tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà. Là tất cả đã đầy đủ thiết bị vệ sinh, bao gồm là lavabo, bệt cũng như là sen vòi thiết bị. Tất cả đều là hàng nhập khẩu cao cấp của bên em.
Đây là phòng ngủ thứ hai của nhà của tầng 3. Cũng có cửa sổ thoáng lấy sáng vào, thoáng mát. Cửa trong phòng cũng là cửa, cửa trong phòng cũng là cửa nhôm kính á. Mọi người theo em lên tầng 4. Tầng 4 của ngôi nhà thì được thiết kế là một phòng thờ và một sân phơi và một nhà vệ sinh, một phòng ngủ nữa. Thì mọi người thấy phòng ngủ ở đây trên tầng 4 này cũng giống như ở dưới tầng 3, cũng có cửa thông phòng là bằng nhôm kính và có ban công cũng như là có cửa sổ lén sáng vào cho ngôi nhà rất là tiện lợi. Đây là phòng thờ ạ. Thế là phòng thờ. Phòng thờ này ạ. Nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi. Đây là ban công cũng như là sân phơi của ngôi nhà. Nhìn bao quát vị trí xung quanh, mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ xung quanh của ngôi nhà đều là nhà cao tầng, rất là đông dân cư, thoáng. Đây là nơi để máy giặt, giặt rũ. Còn đây là sân phơi. Thì em đã giới thiệu tổng quan toàn bộ về ngôi nhà này. Với diện tích là 40m², giá chào bán là 2.550.000.000 và có hướng là hướng đông nam. Mọi người có thể tham khảo toàn bộ thông tin chi tiết. Mọi người thấy hay và like thì chia sẻ kênh cho em, cũng như là mọi người cần những thông tin chi tiết hơn thì xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại 0983013403, 0888041444 em Ánh. Em xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và theo dõi kênh của em.